Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội thất Vinakit. Hôm nay thì Vinakit quay trở lại công trình của anh Tùng Cửa Bắc sau thời gian bàn giao và đưa vào sử dụng khoảng 1 năm. Thì mời quý anh chị sẽ theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là công trình bộ tủ bếp này được làm từ chất liệu cánh kính cường lực kết hợp với khung inox tủ dưới. Tủ trên sử dụng cánh kính cường lực khung là melamin. Vừa rồi thì Vinakit đã cùng quý anh chị đi khám phá bộ tủ bếp rất là to ở trên Cửa Bắc. Hẹn quý vị và các bạn ở các cái bộ tủ bếp tiếp theo.